Nhà vườn Hoa Trà My xin mến chào lại tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn. Thì như đã hứa là hôm nay mình sẽ làm một clip chỉ về tất cả mọi người cách bơm con riệp sáp cũng như những cái con sâu bọ trên cây trồng, đặc biệt đối với cây trà my, cây mộc hương. Thì nói luôn thì cái cây vườn nhà mình thì không có cái con riệp sáp mà chỉ có còn cái sáp thôi. Thì hôm nay mình sẵn mình review cho mọi người xem mà mình chỉ cho mọi người cách pha thuốc như thế nào, đúng liều lượng và bơm cái thuốc gì cho cây trà mi, đặc biệt là cây trà mi và cây mộc hương, và nói chung lại là tất cả các loại cây, đặc biệt là cây thân gỗ. Còn cây thân mềm thì mình không biết, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ loại thứ nhất và cái cách thức như thế nào thì mình mọi người cứ theo dõi video. Thì mọi người xem video thì mọi người cũng biết rằng là cái cây hoa trà mi mình hiện tại đó, mọi người nhìn kỹ nè, cái lá nó xanh bóng luôn, nó không có cái con rệp sáp. Nếu mà có thì nó chỉ có để lại cái xác thôi, tại vì mình đã làm sạch sẽ rồi. Mọi người để ý nghe, mình làm bất kể cây nào cho mọi người nhìn thấy nha. Bất kể cây nào đó mọi người, mình sẽ lật cái lá lên là mọi người biết à. Đây. Nói chung mình lật bất kể cái lá nào, mọi người thích cái lá nào cũng được. Mình nói chung mình lật lên bất kể mà. Rồi sơ sơ là cây này. Cây thứ nhất. Cây này. Cái thứ hai, một cây mình lật lên ba lá thôi cho mọi người xem. Mình lật bất kể cái cây nào mà nó. Tiếp tục mình sang cái cây điểm tuyết này. Thế nhưng nói chung thì đối với mình á, thì nó có sắc, nó có chấn, cái gì cũng vậy. Là mình phải làm thực tế chứ không có nói điêu ngoa, giả dối cái gì. Cái này là cái lá của nó có cái thẹo gì thôi, nghe, không phải là cái con rệp nữa mọi người. Đó. Mình lật bất kể những cái lá nào mà nó nằm khó nhất, nó nằm âm tầm nhất, nó rất gì có gì đó. Thì hiện tại là ba cây rồi chưa có. Mình thử cái cây to này đi, cái lá này cũng có nghe mọi người, mình quay chỗ sáng sáng tí. Cây này cũng có nghe, có mấy cái dấu vẹt vẹt cày trầy thôi chứ không phải là con rệp nha mọi người, nhìn kỹ đây. Cái này nói tóm lại là cái cây rệp rệp cái cây trà mi của mình hầu như là rệp sáp là mình đã bơm, chỉ còn cái xác. Ví dụ như cái cây này nè mọi người, nó chỉ còn cái xác thôi mọi người, nó khô rồi nè mọi người, này nhìn kỹ mọi người này, nó khô rồi, nó không còn. Nếu mà nó còn nó đẻ ra cái lá đem phui cái lá dày cùm luôn. Đây mình hình thấy này, cái này nó trước đây có mà giờ nó còn cái vỏ này, mình lường khơi đây nhưng mọi người coi này, nó chỉ còn cái xác thôi. Trước đây nó có cái cây này, nó có xong giờ nó chỉ còn cái xác thôi này, cái lá mặt này, cái lá dưới này không có này, cây lá dưới không có này. Có nghĩa là mình cây trà tàu, đây là cây trà tàu của mình này mà mình đang canh có bông để mình review cho mọi người xem này. Rồi nói tóm lại là cây không có nha mọi người, đó phía này cái trong này luôn. Nó chỉ có mấy cái chấm 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 gì thôi chứ không phải là con rệp sáp. Có nghĩa là mình chấm theo chu kỳ thì nó sẽ không có đâu. Đó, như mấy cây này thì mọi người nhìn luôn này. Nó không có. Thôi không có dài dòng nữa thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cái thuốc. Mình đã đâm đúng 1 lít rưỡi rồi mọi người. Đây. 1 lít rưỡi ngang đây. Thì bây giờ cái thao tác của mình là mình sẽ chỉ cho mọi người này. Mọi người mua cái ống xi lanh này nè. Nó có cái liều lượng là ml trên cc, có nghĩa là 1 ml tương đương với 1 cc. Thì cái ngay này mọi người chỉ 1 lít rưỡi mọi người pha cho mình 1 ml. Mọi người nhớ nghe. 1 lít rưỡi nhân thay vì là 1,5 ml. Nhưng mọi người cứ pha cho mình là 1 ml đây, cứ nghe lời mình đây. Tại vì cái kinh nghiệm của mình có nhiêu thì mình chỉ cho mọi người nhiêu thôi, chứ mình không có nói thêm cho nó dở đi. Nó đúng với cái liều lượng 1 ml. Rồi, 1 ml đó mọi người. 1 ml rồi đó nghe mọi người. Đây nè. Đó. Bây giờ mình tiến hành mình bơm vào đây. Thì mọi người muốn cho cái ống này nó sạch á, mọi người hút miếng nước ở dưới này lên,
nó vẫn còn trong ống này, mà bơm xuống hút lên hai ba lần là nó sạch, nó vẫn còn cái chất, nó tự tiết ra cái màu sữa giống như là sữa lên mọi người này đó. Giờ thì chắc nó sạch rồi, mọi người cứ làm cho nó sạch rồi, có nghĩa là nó đã sạch rồi mọi người. Rồi mình tiếp tục thì mình vẫn cất lại cái ống này để lần khác mình bơm tiếp. Lưu lượng mình đã bơm và thuốc thuốc cái loại thuốc thứ nhất mình đã chỉ cho mọi người rồi là Movento 150 OD của hãng Bayer. Rồi cái nhóm này là nhóm 23 thuốc từ sau, nó có là thuốc từ sau thể tích thực 50 lít lưu lượng 2 chiều và tùy điểm sáp rồi này. Rồi bây giờ cái thứ nhất, cái loại thuốc này là loại thuốc độc hại thì mình phải thích. Xong rồi là mình bỏ riêng mọi người, mình phải phải cất trong hộp rồi đi, cả con nít mà mình khóa lại những cái chỗ mà mình hay làm á, mình không nên là mình cho mấy đứa con nít đi tới độc hại, và mình cất xa vào, cất xa đây. Cái này là cái cẩn thận rồi, mọi người nhìn vô chai nước là nó đã đổi sang cái màu trắng sữa rồi. Được rồi, nói chung là vậy là mọi người bây giờ mọi người xúc. Mọi người bằng lại bơm 3 cái xong rồi cầm, mọi người xúc đó, mọi người xúc cho ý là để cho nó tan ra. Bơm vậy để cho nó tan cái nó có cái lông bóng nó tan ra mọi người. Sắc rồi này. Thì bây giờ mình tới cái thao tác là mình phải mở nước để mình tưới cây rồi nha mọi người. Mình phải tưới cho cây nó ướt đều cái lá đi. Đây là cái kinh nghiệm của mình nha mọi người, mình cứ chỉ theo cái khả năng của mình, kinh nghiệm của mình thôi. Nên là mình bơm mà, cho nên mình đã phá liều lượng thấp rồi, cho nên mình cũng sợ đó. Thế là mình bơm thôi. Thì video tới đây cũng dài rồi, mình chỉ chỉ cho mọi người là cái thuốc để mà bơm, và tiếp theo khoảng 10 ngày nữa mình chỉ cho mọi người thêm một cái thuốc nữa, để nói chung là cái trình tự như thế nào đó để tiêu diệt luôn những cái con rệp sáp, và nó không còn trên cái cây trà mi nữa, chứ không phải là mình bỏ tiền ra mình mua thuốc mình bơm cho vui. Không có, mình bơm sao cho cái nó không còn trên cái vườn của mình luôn mới hay, để cho nó để lại cho mình một cái những cái quang cảnh mà cái cây nó bóng đẹp, nó không còn con rệp sáp hay những con sâu phá hoại cây nữa thì thôi. Đó. Mình tiến hành mình phun luôn. Loại này nó nóng cho nên là mình bơm mà, cho nên mình đã phá liều lượng thấp rồi, cho nên mình cũng sợ. Thì thôi mình cũng hướng dẫn tất cả mọi người tới chi tiết tới ngang đây rồi. Thì tiếp theo khoảng 10 ngày nữa là mình sẽ trồn một loại khác để mình bơm cho nó đúng cái kỹ thuật khoa học luôn, mà không còn cái rệp sáp trên cây trà mây luôn. Thì tới đây mình xin chào tạm biệt đến tất cả mọi người, và chúc mọi người luôn luôn chăm cây sẽ thành công và cho ra những cái hoa đẹp nhất. Và xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, và cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh, ủng hộ kênh cũng như chia sẻ video của mình. Và 10 ngày nữa mình sẽ làm thêm tiếp tục thêm cái thuốc để cho bơm cây tiếp tục, để cho hoàn toàn con rệp sáp không còn những cây trà mi nữa. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.